Xin chào cô chú anh chị các bạn và các em thân mến. Bây giờ Hồng Loan đang trên đường mình lại đến post office cũng lì lắm nha. Làm vậy rồi mà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm được con già bắt luôn là trong bộ phim. Dạ ông ơi, xin chào cô. Cái bên chỗ cũ. Bây giờ mình đi vô mình gửi đồ cho cô bạn. Giới thiệu người ngồi kế bên Hồng Loan nè. Hello, xin chào quý vị, các bạn thân mến. Tự nhiên nay hai đứa mình bận đồ tông xịt tông quá ta. Màu xanh hy vọng vậy. Gọi là gì? Matching nữa. Hai vợ chồng matching nữa. Đâu có hẹn đâu. Sao em biết anh mặc áo xanh? Anh mặc trước em gì? Đâu có, anh mặc từ sáng rồi. Có hôm bữa có người lên nói chứ bộ. Nói sao hôm nay Lộc với Loan bận áo khác màu vậy? Phải bận áo cùng màu mới đẹp. Nhiều khi đâu có để ý đâu quý vị. Mà tự nhiên nay bận cùng màu công nhận nhìn đẹp ha. Nhìn cái lên cái màu nó tươi tắn quá ha. Cái màu xanh quý vị là màu xanh hy vọng, màu xanh của một tương lai mới, sáng lạng hơn, tươi đẹp hơn. Hy vọng một ngày gần thì tất cả nó sẽ sáng lạng, mọi người sẽ được trở lại cuộc sống bình thường rất là sớm. Một chút nữa mình đi vô lô sẽ mua đồ ha. Chút nữa anh quay. Bây giờ quay đường cho quý vị coi chút nha. Hôm nay trời cũng rất là nắng ấm. Hôm nay hình như cũng là một trong những ngày nóng. Hôm nay là 75 độ. 75 độ mà chắc nắng quá ha. Nó hơi nắng nè. Quý vị thấy trời trong không một gợn mây á. Cho nên nóng dữ luôn á. Ồ, hôm nay sao thấy sao giống như bình thường vậy ta? Đường phố sao xe cộ đông dữ vậy? Nãy đường hồi nãy đèn đỏ thấy vắng, bây giờ bắt đầu đèn xanh qua thấy xe quá. Hoa dại. Không biết bông gì mà thấy đẹp quá. Trời ơi, đông dễ sợ. Con nhà trống à. Hôm nay trở lại nha. Bấm vô nó hỏi là mình có đem những cái chất gây nổ hay là chất gì mà có thể cháy không? Mình confirm là not package. No place. Đây địa chỉ rồi nè. 11. Nếu mà đồ quý giá đó thì mình có thể mình chọn trong những cái này để mình làm. Hai lúa lần đầu tiên đi gửi hai lúa lần đầu tiên đi in ship bên Lai Hồ. Tự làm, hồi đó giờ là mình tự kêu người ta làm giùm cho mình. Bây giờ là mình tự làm hết. Không, nhưng mà nay đông quá mình làm cái đó cũng rất là tiện á, chứ tiện thôi, đứng chứ không đi xếp hàng lâu lắm. Yeah, hai lúa đã thành công rực rỡ trong giây trò in shipping label. Shipping label có nghĩa là cái tag, cái mạc để mà gửi đi đó quý vị.
dịch tiếng Việt mà cũng có chữ thác, cũng có tiếng Mỹ trong là sao? Nhiều người, nhiều người đó, quý vị biết sao không? Nhiều người cứ nói là, ủa tại sao mà hay nói tiếng pha tiếng Mỹ? Tại vì cái quen rồi, mình nói chuyện quen rồi, chứ không phải là mình cố tình mình nói vậy. Để, nếu mà có gì thì đừng có trách Lộc với Loan. Bây giờ là 3 giờ 45 phút của ngày 27 tháng 4. À, hôm nay thứ hai, trời nắng đẹp. À, ca bệnh mà của thế giới không quý vị? Bây giờ là đã lên tới 3.056.431 người bệnh. Và trong đó thì số người recover là 919.562. Coi như là số người recover cũng chiếm được 1/3 tổng số người bệnh của thế giới. Và riêng nước Mỹ thì ngày hôm nay đã chiếm hơn 1 triệu rồi. Tình hình nước Mỹ bây giờ là 1.005.808 người bệnh. Số người mất đi là 56.561 và số người được chữa khỏi là 137.693 người. Wow, hôm nay được chữa khỏi cũng rất nhiều. À, hôm qua là 118.000 mấy ha, hôm nay là 137.000 mấy, vậy được 19.000. Gần 19.000 người được chữa khỏi ngày hôm nay. Hôm qua cũng nhiều và hôm nay cũng nhiều luôn. Có lẽ là tình hình đã thật sự bắt đầu khả quan rồi ha quý vị. À, rất là vui mừng được chia sẻ với quý vị. À, chuyện khá là vui của ngày hôm nay ha quý vị ha. Trời ơi, mà bây giờ cứ ngày nào mình cũng chữa khỏi được mười mấy gần 20.000, vậy là quá tốt luôn rồi. Hồi kỳ Hồng Loan có nói quý vị á, người ta nói mà khi mà cái số người chữa khỏi á, mà gấp 3 lần cái số người mất thì là bệnh nó bắt đầu nó từ từ nó người ta đã ngăn chặn được nó nhiều rồi. Thì hiện tại bây giờ là người mất là 56.000 mấy và người chữa khỏi là 137.000 mấy, gần sắp tới được cái điểm đó rồi quý vị. Lộc có nghe một cái tin vui từ bên Ý, thì họ thống kê đó là con số tử vong của người bên Ý đó chết vì Covid-19 đó giảm rất là nhiều so với mấy cái tháng trước. Một cái tín hiệu rất là mừng. Quá mừng ha. Coi như là cái ngày hôm qua là cái ngày số người chết giảm rất nhiều. Từ hồi tháng 3 cho đến bây giờ là tăng liên tục. Nhưng ngày hôm qua thì con số nó đã bắt đầu giảm. Cái điều đó là làm mình cũng mừng. Mừng cho nước Ý ha. Nước Ý cũng bị nặng quá thưa quý vị. Hiện tại bây giờ đó, Lộc xin quý vị hãy lưu ý nha. Ai mà ở Mỹ hoặc là những ở quốc gia ở nước ngoài đó mà chạy xe trên freeway đó thì nên lưu ý, tại vì á, là theo thống kê là cuối tuần vừa qua đó, chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ thôi mà cảnh sát đã bắt được 400+ vụ chạy quá tốc độ. Chỉ riêng ở Orange County với lại Los Angeles thôi đó quý vị. Đường vắng quá. Đường vắng quá, chạy thoải mái quá. Không, nhiều khi đường vắng đó mình chạy, mình nhấn ga, mình không biết. Mình không biết là mình chạy quá tốc độ. Có những người bị bắt với cái tốc độ là 120 miles một giờ, trong khi quy định chỉ cho có 75 miles một giờ thôi ở Orange County. 120 miles một giờ có nghĩa là khoảng 180 cây số trên giờ đó quý vị. 200 cây số trên giờ đó là 120 miles. Đó, Loan với Lộc muốn nhắc nhở nhiều khi mình quên á. Mà lâu lắm rồi, hai đứa mình cũng không có đi freeway nữa. Lâu lắm rồi, đúng đi. Mà ủa, thật sự mà nói hồi đó giờ chưa bao giờ. Chưa bao giờ mà đường nó vắng như lúc này anh. Đúng rồi. Thử đúng lên rồi. Freeway thử coi đường vắng, coi nhấn ga không cho biết. Nhất là nhiều quý vị, đi Las Vegas. Trời, Las Vegas là nhiều người bị phạt ticket lắm. Tại vì chạy quá tốc độ đó, đường công nhận vắng thiệt. Đường cho 75 mà chạy 9 mấy không à. Đúng rồi. Đây cũng vậy nè. Đâu có, không có, bậy bạ. Không có 90 thôi. lỡ chân thôi chứ đâu có. Nói chạy mà vượt quá, chạy nói anh chạy nhanh quá vậy, chạy bao nhiêu tốc độ bao nhiêu vậy, cái ông giảm liền, ông nói đâu có nhiêu đâu, anh chạy đúng mà, là cái chân nhả ra rồi giảm xuống rồi cãi với mình. Bắn đứng nữa ha.
Trời ơi, cái đó là an toàn cho tất cả mọi người mà Học Lan nói để nhắc nhở luôn ha. Mấy ông á, nhiều khi khóa nhấn ga chạy nhanh lắm, chạy đường mà vắng là chạy đảo mà. Với lại nhiều khi lái xe cái đường vắng quá buồn ngủ quá quý vị, cái nhấn chạy cho đã, cho lẹ, cho ông mau tới. Không biết có ai mà giống Lộc không? Thế mà đi Las Vegas á, hoặc là đi xa những cái chỗ mà đi xa mà chủ ban này đó, mình hay buồn ngủ giữa chừng lắm. Nhất là sau khi mà mình mới ăn xong rồi leo lên xe lái đi, trời ơi buồn ngủ mà đã dậy xe quay xe lại trong cái xe đó, tiếng ngái ác tiếng xe luôn á. Ngái ác tiếng xe không dám đâu, người ta có phim không à chứ có ngủ đâu. Đây là Lowe's, cái chỗ mà chuyên bán những vật liệu xây dựng, máy móc rồi cây cảnh. Hôm qua tính ghé mà hôm qua thấy xe đông quá, thôi hơi đứa sợ quá. Để bữa nay ngày đầu tuần á, ghé nó đỡ đông hơn. Hôm qua cuối tuần đông quá chừng đông. Hôm nay cũng đâu có vắng đâu, cũng đông á. Cây bông nè. Đây nè. Mùa này là mùa hoa nở đẹp lắm. Ở đây người ta bán hoa gì nè quý vị. Xong rồi mình mua về mình treo, mình trồng. Mùa nóng tới bắt đầu bán máy lạnh. Mấy cái máy lạnh này máy lạnh cá nhân nè quý vị. Không cần phải đục lỗ, không cần phải gì hết đó. Nhắn vô cái cửa sổ là có thể là chạy được rồi. Nó lạnh cũng lạnh lắm. Nay nó hết sale nó cái xinh mà. Vậy hả? Bữa nó sale quá trời, anh nhớ không? Bộ này 300. Bộ này 200 nè. Cái này mua thay cho phòng gia Linh được nè. Hay là mua 30 inch chắc cũng được. 24 inch. Gắn nó lấn vô cái chỗ cái toilet tí hả? Hay chọc nè. Thì cái size 24 inch nó nhỏ quá. Cái nào cũng vậy. Này rẻ hả? Thì có 150. Nó có gắn, nó có in lưu cái đó không? Đây là cái mở tủ đó không có. Nó có sẵn luôn đó. Màu xám cũng đẹp nè. Để chụp hai cái hình này đi ha. Chọn hai cái rồi anh về anh đo chính xác đi rồi okay. Mình mua size nào. Có thể em muốn cái kiểu mà nó mỏng vậy nè, nhưng mà nó dài ra thì mình gắn mình ăn gian được. Thì mỏng vậy thì ok, là tại phòng của Linh nó bước vô là tới cái bộ. Nhưng mà nó phải có dài ra để nó có chỗ để đồ. Nó mỏng giống vậy nhưng mà nó dài ra một chút. Con này dễ thương không? Không có chân nè. Bồn tắm cỡ này được không? Này gì vậy hả? Là mô hình thôi đó. Mô hình cho cái bồn tắm đó hả? Nhưng mà này tắm bé thích luôn. Mua tắm, về chơi. Tắm cho baby được á. Bắt đầu là mùa hè tới nữa là người ta bán bài ra bán mấy cái đồ và barbecue á. Ok, giờ chọn được mẫu rồi ha. Mình về mình đo lại cho chính xác cái chỗ đó. Hồng Loan nhận được một cái tin vui cho cư dân mà ở Orange County đó, mà cho người Việt Nam của mình luôn, là trung tâm y tế Nhân Hòa ở Garden Grove á, họ có một chương trình xét nghiệm COVID-19 miễn phí
để mà thực hiện được cái việc này thì họ phải dùng kinh phí của chính phủ tài trợ, không đủ thì họ cũng vận động, họ nhờ những cái mạnh thường quân quyên góp thêm. Bởi vì bộ xét nghiệm mà Trung tâm Y tế Nhân Hòa sử dụng đó là cái bộ xét nghiệm PCR, nó là bộ xét nghiệm thuộc loại tốt nhất bây giờ, giá của nó từ 100 cho tới 150 đồng một bộ. Cho nên cũng rất là cần mạnh thường quân, nhưng mà trung tâm đã đứng ra và bắt đầu cho chúng ta xét nghiệm bất cứ ai. Nếu mà mình thấy mình có cái triệu chứng gì đó thì có thể lên cái trang mạng của trung tâm để mà đăng ký, và mình sẽ nhận được cái bộ xét nghiệm này. Bộ xét nghiệm này nó rất là nhanh, kết quả xét nghiệm nó sẽ cho biết liền ngay cái lúc vừa xong, cái lúc thực hiện luôn. Quý vị biết không, hiện bây giờ ở trên Las Vegas đó, là họ phải dành giống như là nguyên một cái khu riêng để mà cho những người homeless đó, quý vị coi nha. Quá trời đông homeless luôn đó, quý vị thấy không? Mà những người homeless này thì là họ vệ sinh, họ không có vệ sinh sạch sẽ như là người bình thường. Mà quý vị dễ bị lây nhiễm lắm. Là người homeless họ dễ bị lây nhiễm lắm. Bạn của Hồng Loan làm ở trong bệnh viện nói là vô những người đấy bệnh là dương tính mà bệnh nặng và mất đi cũng phần nhiều, người homeless là bị mất cũng nhiều lắm đó quý vị. Và hiện tại bây giờ thì ở Costa Mesa đó, họ đã đồng ý sử dụng cái Oxy Fair để mà cho những người homeless ở, thì cũng sẽ vạch ra những cái chỗ ở thì cách xa 6 feet vậy đó, và để cho họ ở trong đó. Oxy Fair nó giống như một cái công viên vậy đó quý vị. Nó là một cái công viên, cái khu nó lớn lắm. Nó lớn lắm, trên Costa Mesa là kế bên trường OCC luôn á. Thường tới là mùa hè đó là họ tổ chức những cái giống như là khu chơi cho thanh niên, trẻ em, lớn lắm, cái Oxy Fair nó lớn lắm. Họ sử dụng ở trên đó, họ sử dụng những cái chiếc xe RV, những chiếc xe RV để cho những người homeless trên đó ở. Họ đã bắt đầu chấp nhận từ ngày thứ Sáu 24 tháng 4 vừa qua đó thưa quý vị. Bây giờ cho Phó Nhờm này nghĩ ra hơn chút, cầm mỏi tay quá Học Loan xin chia sẻ quý vị cái hình ảnh này, mặc dù là biết là ai cũng biết, nhưng mà mình muốn nhắc nhở để cho quý vị thấy là cái virus nó đầy dẫy ở khắp nơi. Thì để chúng ta, khi chúng ta đụng chạm vô cái gì đó thì mình nhớ để mà mình kỹ hơn trong cái vấn đề mà vệ sinh an toàn. Cũng như là bây giờ thì sắp sửa mở cửa thì những cái đó nó lại càng quan trọng hơn nữa thưa quý vị. Quý vị thấy không? Những cái băng ghế nè, ví dụ như mình ngồi xuống là cơ thể của mình là tiếp xúc với những cái con virus đó. Cái video này thì nó họ giống như họ cho mình thấy mường tượng được là con virus nó di chuyển bằng cách nào, nó nằm ở đâu, ở chỗ nào đó. Ví dụ như rồi khi mình vô mình lái xe thì cái tay mình cầm lên tay lái đó, thấy không? Virus đầy. Rồi đó, người cha đi về nhà nè, nếu như mà không vệ sinh sạch sẽ thì đó, ôm đứa con vô lòng. Đây, đó. Dính luôn. Đó, cái này là Hồng Loan muốn nhắc nhở mọi người, biết là ai cũng biết hết. Nhưng mà đôi khi mình không mường tượng được là nó nguy hiểm tới mức độ nào. Thì mình coi để mình tự nhắc nhở mình ha quý vị ha, để cho tất cả chúng ta ai cũng đều khỏe hết. Đó là cái điều mong muốn trước nhất của Loan Bé Lộc để mà gửi đến quý vị cái hình ảnh này. Và ở đây nè, thì cũng là một cái ngày sinh nhật của một cậu bé, thì cảnh sát đã lái xe tới để chúc mừng sinh nhật cho em. Mấy cái đứa nhỏ mà nó sinh nhật vô cái mùa này thấy tội nghiệp quá quý vị. Quý vị biết không, nó chờ đợi từng ngày, giống như Gia Linh đó. Mẹ ơi, bao nhiêu ngày nữa tới sinh nhật con, bao nhiêu ngày nữa tới sinh nhật con. Mà trước đó chắc cũng cỡ 5 tháng nữa mà cứ hỏi suốt vậy đó. Rồi sinh nhật thì tưởng sao, ở nhà không được đi đâu, không được làm gì hết, không có được chơi với bạn bè gì hết, cho nên tội nghiệp lắm. Mà mấy bé này có được những cái giây phút như vậy là
quá hạnh phúc rồi. Chứ như bữa sinh nhật Gia Linh ở nhà mình có 5 người ha. Trời vậy mà làm surprise cho chị tự trên lầu chị bước xuống cái mọi người bưng bánh ra hát á. Chị chảy nước mắt luôn. Chị nói là chị xúc động quá, chị muốn khóc luôn. Muốn khóc luôn, chảy nước mắt luôn á. Gia Linh coi vậy chứ cũng dễ xúc động. Dễ xúc động. Giống mẹ. Ai mà có hàng xóm mà thích nhậu rồi ha. Đó, thấy không? Cái hàng rào nhà xong rồi cái mở xuống là làm thành cái bàn. Một cái bàn cũng dài 2 thước. Cái hàng rào cao 2 thước thì ra thành cái bàn 2 thước rồi. Hai anh chàng này là đó, có thể bài thức ăn đồ ra rồi nhậu nhẹt chung với nhau ha. À bàn 4 phần là chắc có cả gia đình luôn á. Có thể ngồi rồi cũng ngăn giữa vậy đó, cũng vui quá ha. Coi như là mình picnic mà không cần cái bàn, lấy cái hàng rào xoay qua cái là thành cái bàn. Hay quá ha, ý kiến rất là hay, ý tưởng rất là hay. Để hỏi anh Hùng nhà kế bên có muốn nhậu với mình vậy không? tiếc là nhà mình không có được hàng rào bằng cây. À, hàng rào bằng cây mình mới sẽ xoay được. Muốn cái nhậu vậy cái phải làm cái hàng rào kiểu khác đó quý vị. Và bây giờ thì Loan Mỹ Lộc cũng xin quý vị một ít giây phút nha để gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị đã yêu thương Loan với Lộc trong suốt cái thời gian qua, cũng như là ủng hộ rất là nhiều cho những cái vlog cũng như là những cái video của gia đình. Dạ đầu tiên thì xin cảm ơn cô Thanh Phan. Cô nói là giọng Gia Linh hay lắm, hãy cho cô xem hết những cái clip của cháu đi. Dạ tụi con cũng kính chúc cô và gia đình thật nhiều sức khỏe, lúc nào cũng vui vẻ ha cô ha. Hồng Phúc thì khen cái clip mà hôm qua Hồng Loan phát cho cái giọng nói của bé Gia Linh lúc 2 tuổi mấy 3 tuổi đó. Hồng Phúc nói là nghe cảm động quá, muốn rơi nước mắt luôn. Clip này Gia Linh là nhân vật chính đó nha. Không biết quý vị có biết kịch Sống Túy Hồng. Cô Túy Hồng là hiện tại giờ thì cô không còn làm kịch nữa. Cái nghề kịch của cô mấy chục năm nay rồi. Thì cái tuần kịch vừa rồi đó là của cô Túy Hồng đó. Thì khi mà Lộc đưa gửi cho cổ nghe cái đoạn của Gia Linh nói đó, xong cô gọi điện thoại lại liền. Cô nói, con người, cô không ngờ, cô vừa mới nghe là da gà của nó nổi, của cô nó nổi lên hết. Cái này là Lộc thuật lại lời của cô đó. Thì mình nghe mình mừng, mình nghe mình mừng ghê. Ít nhiều gì thì cũng đã làm xúc động được cái người giống như kỳ cựu của trong ngành kịch. Dạ Hồng Loan cũng cảm ơn em Trúc Trần, chắc là Trúc hả? Em rất thích gia đình chị và yêu thích nhất là bé Gia Linh. Còn clip nào của bé thì post hết lên đi nha chị. Từ từ post chứ đâu post hết được. Từ từ mới dụ được mọi người chứ. Rồi Quanh Nguyễn nữa cũng nói là cho xem bài của Gia Linh. Rồi Lisa Châu thì khen Gia Linh còn nhỏ mà giỏi quá, chắc chắn là có dòng máu nghệ thuật của gia đình rồi. Trẻ con đứa nào cũng đáng yêu, mà đứa mà đó thông minh thì lại có duyên, mình lại càng yêu nhiều hơn nữa, chứ không phải là vì là con cháu của gia đình nghệ sĩ. Hồng Loan cảm ơn Lisa rất là nhiều. Đó là tình yêu thương thật đối với lại bé Gia Linh, chứ không phải là nhờ vào cái gia đình, phải không bạn? Cảm ơn Lisa nha. Trần Vương nói là không có chán đâu, ý là cứ đưa những cái chương trình Hồng Loan với Lộc cứ nói chuyện thoải mái, có muốn khen con thì cứ khen thoải mái. Nghe không có chán phải không? Hồng Loan cảm ơn bạn. Michelle Kaiser, Michelle là chị nói là cái video ngày hôm qua mình post đó, chị là người đầu tiên xem và like. Chị rất muốn nghe Gia Linh hát, gia đình dễ thương lắm. Rồi HD thì nói là Gia Linh mới 3 tuổi mà giọng nói đã lột tả được cái cảm xúc của một cái bào thai vẫn sinh để được một cái bào thai vang sinh để được sống, thật là xúc động. Rồi Hằng Đinh thì yêu cầu được nghe bài hát buồn trước. Hôm qua Lộc có nói là hai bài, một bài vui một bài buồn á, thì nhiều người yêu cầu bài hát buồn trước để mình suy nghĩ nha. Để mình chảnh. Chảnh rồi bóp lên không ai thèm coi á. Ý mình giỡn, để mình chảnh một giây nha. Thôi được,
là bó chân. Chảnh con dây hả? À, rồi có bạn là ha cao chuông, ha cao chương. Há cảo chưa? Há cảo hả? Há cảo. Cái tên này làm cho đói bụng quá nha. Bụng rồi. À, gia đình ai cũng đẹp, nói chuyện vui tính, mình rất thích, cảm ơn bạn. Rồi Đặng Mary Annie cũng rất là yêu thích Loan với Lộc nè. Rồi Hằng Đinh thì khen hai anh chị vừa đẹp vừa giỏi. có một cô tên là Yến Thanh Cao ở bên Canada. À, cô nói là chỗ của cô có một số hãng người ta đi làm lại để làm trang thiết bị về máy móc cho bệnh viện. Vậy là mừng quá. Như vậy là Canada bắt đầu sản xuất những cái mặt hàng riêng của mình để mà không phải sử dụng hàng Trung Quốc nữa. Điều đó là điều đáng mừng nhất của chúng ta ngay cái thời điểm này đó quý vị ha. Chị Michelle Kaiser đó, chị coi vài cái video xong chị nói là chị bị nghiện hai em rồi. Nhưng mà hình như hai đứa tụi em cũng bị nghiện quý vị rồi đó. Đúng ngày rồi. Nào cũng muốn lên đúng giờ là phải lên để mà nói chuyện quý vị. Hồi sáng này lúc mà ngủ dậy tự nhiên Hồng Loan bị mệt trong người quá, tự nhiên bị đau bên này nè, không biết có bị gì không nữa. Cái phải uống thuốc, uống vitamin đồ vô nhiều, rồi phải uống thêm cái emergency nữa thì bây giờ thấy khỏe khỏe một chút. Nhưng mà mệt thì mệt mà hình như lên nói chuyện với quý vị cũng quên hết rồi quý vị ơi. Khỏe là liền ha. À, rồi có chị Phương Phương Nguyễn thì chị nói là ăn hột mít rất là tốt, dễ tiêu hóa. Vậy là mai mốt mình phải để dành lại cho chị, bỏ thấy cũng tiếc. Tiếc ha. Tại vì sợ quý vị ơi, sợ nhà nước chưa mở cửa mà nhà mình phải mở cửa. Cho nên không dám ăn hột mít. Cái gì? Ở Nhật, ở Japan, 500 gram hột mít là 10 đô. Wow. Con cũng cảm ơn cô Nhung Đạn. Lúc nào cũng yêu mến gia đình con. À, rồi cảm ơn em Quỳnh Lộc nữa. Lộc em đó, Lộc em là lúc nào anh chị cũng nhớ tới em hết. Tại vì lúc nào em cũng ủng hộ anh chị rất nhiều. Nhưng mà nhiều khi phải dành thời gian cho mấy cô, mấy chú, mấy anh chị khác. Chứ đâu có ngày nào cũng nhắc mình em được. Cái mọi người không có vui rồi sao. Nhưng mà ai mà Lộc với Loan quên nhắc á, vui đồng comment dưới đây nhắc nhở Lộc nha. Tại vì nhiều khi nó nhiều quá đó, là mình bấm qua nó bị pass qua đó, nó bị nhanh quá đó. Mình thiếu sót. Nếu mà có thiếu sót thì quý vị hãy comment để cho Lộc nhớ, nhắc Lộc nhớ nha. Có gì mà Loan Lộc không đúng thì quý vị cứ nhắc nhở Loan với Lộc ha. Cảm ơn quý vị nhiều. Rồi Thanh Thảo Nguyễn nè, chị Loan cũng cảm ơn Thanh Thảo. Rồi Trung Anh Thư nữa, Trung Anh Thư cũng ủng hộ chị Loan với anh Lộc rất là nhiều. Rồi Dân The Man. Thì nói là gia đình chú Bảo Quốc rất là hạnh phúc, vườn hoa trước nhà rất đẹp. Cảm ơn bạn. Tại Hồng Loan không biết là anh chị hay cô chú. Hồng Loan cảm ơn bạn ha. Rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Loan với Lộc. Và ngày hôm nay và ngày hôm qua mình thấy tình hình đã rất là khả quan. Thì mình hy vọng trong những ngày tới nữa nó sẽ như vậy. Và cái số người recover sẽ ngày một tăng hơn nữa. Lộc sẽ cố gắng, Lộc sẽ suy nghĩ lại trong vòng một giây để Lộc Lộc post cái video của bé Gia Linh nha. Chắc phải post rồi. Nhưng mà mình coi ngày nào thích hợp. Ok. Rồi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và xin tạm biệt quý vị. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và sức khỏe dồi dào. Sức khỏe. Nhớ sức khỏe. Uống nhiều vitamin nha. Vitamin, nhớ cái zinc C nữa nha. Zinc C mà Hồng Loan nhắc quý vị á. Mà Hồng Loan nhắc mà sao không thấy ai lên hỏi hết trơn à. Không biết mọi người có uống không nha. Zinc C là quan trọng nhất. Và vitamin C nha quý vị. Chào tạm biệt. Bye.